Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với cái game Survival Island. Hôm nay thì mình đã nhận rất là nhiều cái ý kiến đó là đóng góp để chỉ cho mình chơi mấy cái này nè. Thì mình rất cảm ơn các bạn. Đó là mình đã biết chế lửa rồi. Và trong cái buổi tối đó là mình trước khi nghỉ game á là mình có bắt được con mẹ Batman này. Bắt Batman nướng nó luôn. Nướng luôn, tao nướng mày luôn. Mình bắt được con Batman này, các bạn thấy ghê không? Hay là con bát thôi, con dơi thôi. Mà nhưng mình đặt nó là Batman. Khá là bự chảng xà láng. Ủa ghê luôn á. Ủa con dơi nhìn thiệt ghê luôn các bạn ha. Đây có khủng long nữa luôn á. Nó giỡn á. Mấy ông mà cái tôi bắt khủng long cái tôi chết luôn á. Thì cái này thì à quên, đúng rồi, mình sẽ kiếm cái que, kiếm cái que. Mấy giờ rồi? 8 giờ rưỡi. Hai nước. Tí nữa mình sẽ hái dừa ăn cho đỡ ngu người. Một trái dừa. Cái có trái à. Mình sẽ để đây. Dục đây. Ôi mấy con chim này có ngày anh sẽ cắt được tụi mày. Ôi nó đậu kìa. Ôi nó đậu, nó canh me, nó đậu, nó cắp đồ của mình ta. Đó. Mình sẽ lấy cái này. Cái này ta. Cái này đi. Gần 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 xỉa một xỉa là chết liền. Rồi. Có đậu anh cay không? Đậu anh cay chết với anh. Mình bắt con dơi, mình thấy con dơi đậu anh cay mấy bạn. Mình bay lên mình thọt nó một sọt, nó thọt luôn. Tụi mày, tao muốn ăn thịt chim nướng. Ý. Ý à, còn bà heo. Đó, gần 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 chim bắt rồi. Từ từ. Chạy quá nhanh. Ơi, nó chọt mày một sọt. Nói chung là khó bắt lắm á. Nói chơi vậy thôi chứ dễ bắt được tụi nó chim mà. Nhảy lên hái trái dừa. Đó, quá hay. Hái hết dừa luôn, hái hết dừa làm có dừa làm nước uống đồ. Đẹp quá. Ê con heo, đừng chạy mày. Đi qua bên kia đi. Đây là khu nhà của tao mà. Mày định qua đây ăn cắp đồ đúng không? Mày cút chỗ khác. Chỗ nhà là nhà của tao, không có chơi ăn cắp đồ đâu nha. Đó, tập trung giữa đây cho anh uống nước nào. Dục xuống. Cốc. Ép lên. Một nước thôi, hái thêm mấy trái dừa nữa đi. Dừa này ít quá không đủ cho mình uống. Cây này thì cao vãi. Có trái không? Không có luôn. Ôi game này đẹp quá mấy bạn thấy game này đẹp không? Mình thấy game này đẹp ghê luôn á. Ui dừa. Ê, nè, nhảy lên thôi. Ôi trời ơi. 20 trái thấp thấp cho dễ. Lượm tích vô. Đẹp quá. Game đẹp quá trời luôn. Chấm 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 chấm. Ôi con chim ơi. Ôi ôi nãy dí theo được nó rồi, thọt một thọt là có thịt chim ăn rồi. Ôi ôi nãy mà lại mình cầm cái này là mình có thịt chim mình ăn rồi. Bữa sau chế cung tên đồ các kiểu. Mày chết vậy. Đó. Bốn trái nè, năm trái nè, đó, sướng chưa? Sướng chưa? Dột xuống rồi. Đó. Gọt mà ăn thôi. Cốc 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 quầy thiệt chứ. Lượm hết lên, lượm ăn nè, dục xuống ăn nè, dục xuống ăn nè, dục xuống ăn nè. Ui gần nước ăn cái nữa à. Dục xuống ăn nè, dục xuống ăn nè, dục xuống. Gì trời? Ôi trời! Oh my god! Ôi chúa tôi làm cái trò gì thế này? What the fuck? Nghe quanh hắc mấy bạn ơi! Ơi bro, không phải hắc mà là nói một tiếng là bro, vãi tèo xếp năm trái dừa tưng. Ok, mình đã đầy nước, phun nước rồi thì chúng ta đói đúng không? Đói thì ăn dừa thôi, nói chung ăn chay đi cho chắc kèo. Cốc cốc chấm cỏ mỏ quá cốc.
ăn bắt câu ra cấp bắt nè, bắt nè, ăn dừa mà sống luôn, ăn nổi nạo răng luôn. Ủa đã phê phê. Trời ơi. Phun phun a, đúng rồi, phải làm cái bếp lửa, làm cái đồ thôi lửa, làm cái đồ thôi lửa. Cái cây này à, có cái que nè. À, cái gì ta? Cút cút cút. Đây. Yeah. À. À, biết rồi, chà tới nói mà thúi tay luôn. Rồi, được rồi. Tối mình sẽ chà cho nó sáng lên. Đó, cảm ơn các bạn yêu quý rất là nhiều đã giúp cho mình chơi cái game này. À, bây giờ da mình đỏ dữ ta. À đúng rồi, nóng nhảy xuống nước tắm đúng không? Đúng rồi, nãy mình có test cái game này mình thấy con cá mập mấy bạn ơi, nó bơi nhiều bờ luôn, gớm lắm. Ôi, âm thanh dưới nước các bạn nghe không? Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Rồi, mình phải từ từ ở nha, mình sống mình phải coi chừng cá mập. Ê ê, lên lên lên. Thôi ngạt thở, ngạt thở, ngạt thở. Xuống lặn ngực xuống có gì không? Bà nó. Ê da, ê da, ê da. Mới xuống xíu rồi mà nước đồ vô lô đít à, lộn. Nước vô mặt thở không nổi luôn, cái đuối kìa. Mình sợ gặp cá mập thôi. Để coi vô trong đây coi có cái gì để tôi ăn cướp không, mấy bạn cái trong tàu có đồ quý hiếm đúng không? Có kho báu, kho báu, kho báu. Kho báu and ôi vô được, vô được. À, phê gì vậy? Ủa sao chui ra rồi? Đang trong tàu mà. Ở cái gì vậy? Rồi âm thanh nghe nó mệt dữ trời. Ủa sao không có vậy ta? Lên nào, lên nào. Áo trời, áo dịu ấy. Tôi có vô đây đâu mà sao cứ cho tôi chui đi hoài vậy. Mấy con tàu này ghê ghê nha. Sáng sớm hoàng hôn đồ nắng quá. À, nhấn im hao là nó sẽ núm cái này nè. Nước lên quá các bạn ơi. Kiểu dạng thí chiều đồ nó lên quá. Đó, lên được rồi đó chưa. À, tab. Wow, có la bàn. Lượm. Ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp. Chạy, 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 chạy. Vãi. Y ăn trộm đồ. Ăn trộm cái thùng đồ. Chạy thù lù luôn á. Chạy nào. Tụm, 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 tụm. Bấm. Thôi chạy tiếp. Y như cái dạng rồi. Kiểu như ôm đồ, ăn trộm, ăn cướp rồi chạy đi á. Cái gì. Bỏ xuống đi mệt quá không có chạy nữa. Ui, có cái này nè. Brop. À, cái này là hiểu, cái này là để cho mình làm động cơ nè, còn cái này là pin là gì vậy? Ôi, hồi 100% máu luôn. À, có thể để có bị hư khi mở hả ta? Thôi không mở đâu. Ui, lá bàn. Lá bàn, lá bàn. Thôi chứ nó thiệt chứ cái độ la bàn này mình chơi không biết xài la bàn mấy bạn ơi. À không phải, quên, đây có biết nè, đâm bắt nè. À, nói chung cũng đến nỗi tệ. Là mình có thể đi ra được á. Ờ à, ok. Cất ra đi. Lộn biết à. Bữa sau mình chuyển đảo mình có mấy cái thùng mày đỡ nè. Cất đi. Đó. Cất con dơi vô. Lộn hoài ông ơi. Bắt con dơi vô. Táp. Ủa con dơi đâu rồi? Đó. À, con dơi ngoài đi. Nướng mày luôn. Nướng mày luôn. Được rồi, đi qua mấy cái tàu khác nào. Coi có gì à, ăn cướp không? Ăn cướp, ăn cướp, ăn cướp, ăn cắp, ăn cắp, ăn cắp đi, ăn chậm đồ tiếp thôi. Chấm 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 bấm 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 sẹt 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 bấm bấm.
bắt mấy con cá về đây nuôi được á. Mấy con tàu này bị đấm nè, đấm đấm nhiều tàu lên chút đi anh ơi, để mình vô mình lượm đồ coi nào. Này có gì không? Ý có cái thùng kìa. Đi đường kia vô. Ok vậy. Ăn trộm chạy. Lại tèo. Gỡ xuống coi nào. Ôi sao động cơ giấy không mà tăng đồ cùi cũng vậy. Đồ cùi cũng vậy, có dây này nữa. Thôi lượm về nhà luôn đi. Lượm cái gì cũng được, cứ lượm về cất nhà cất hết. Củi lửa, lượm hết. Lượm đó. Lượm ba cái thùng đạn này đi, chuẩn bị quấn giặt. À, đã, phê. Gì đây? 105mm, cái này là thùng đạn hay sao á. Rồi đi tiếp nào. Ôi chừng tông ngã mấy trái dừa. Đâu phải ai cũng phải xếp dừa được như mình. Tự hào ghê không? Đi lượm đồ tiếp nào. Ôi có hòn đá. Lượm luôn. Cái gì không lượm, cái gì đây? Đĩa hả? Đó, cầm cái này đi giữ. Cái dìu đi ra cái thuyền lớn nè. Cái thuyền này chắc nhiều đồ chơi nè. Rồi kìa sâu dữ trời. Lấy chớn nhảy qua coi. Rồi lên thuyền lại đi, cá mập cắn cho nó. Coi có gì không. Ôi da nghẹt thở. Chích. Oh my god. Khá là nhiều đồ, để mình mở cửa ra coi có gì không. Ui cá mập. Retard Alex, cá mập, mình thấy con cá mập rồi. Mình thấy con cá mập, mấy bạn thấy không? Ôi, rồi ơi. Em chưa muốn chết đâu anh ơi. Đậu xanh cái hồ chỗ này gần này mà cá mập ghê ấy. Đâu rồi? Cá đuối nè. Ôi cá mập, các bạn thấy không? Kìa. Ôi nguy hiểm quá à. Chết rồi, nó me cái thuyền rồi. Kìa, các bạn thấy không? Sao dám vô trời? Biết đâu nó vô nó quất mình sao? Ừ, đóng cửa rồi, cứt vô đường nè con. Thở cái nào. Ok. Táp vô bên. Sao toàn là cái này không vậy? Còn gì nữa không? Âm thanh ồn thiệt chứ. Này nữa nè. Còn gì nữa? Sao tàn đồ cùi không ta? Ây da, nghẹt thở. Sao tàn đồ cùi không à? Coi đây có gì lấy không? Ai đồ cùi không à? Xanh chắc rì tạc cái game này lại để lượm đồ ngon đó các bạn ơi. Ok, có gì bữa sau mình quay xong mình ghi tạc cái game này mình kiếm đồ ngon. Chứ đồ dởm không à. Đi lên cầu thang coi có gì hot không nè, lượm mấy cái đồ xịn xịn nè. Mình sợ con cá mập rồi đó. Sợ khỏi về luôn á. Ủa trên đây có đồ ngon nè. Cái gì đây? Lapel Maker hả? Lạ nồi vậy trời. Cái này... Cái gì đây? Ngồi ghế lái tiền đi vô bờ đi cho đỡ bị cá mập cắn. Có cuốn sách kìa. Ở đây có nè. Đầy full đồ rồi. Đồ dởm không à. Cái gì? Cái này nhiều dữ ta.
cất bớt đồ vô nè. Đó, mình sẽ lượm thêm đồ vô. Đó. Coi thật kỹ còn cái đồ gì không? Cái này gì đây? Hết rồi, hết rồi, hết đồ rồi. Ngoài này còn cái thùng, đúng rồi, ngoài này còn cái thùng. Ôi. Cái gì ta? Giờ sao mà lượm được hai cái ta? Bỏ cái nào đây? Bỏ một thứ đi. Bỏ lá nè. Ủa sao mà không bỏ được ta? Ngoài bỏ được rồi nè. Bỏ mày xuống 2 lá, 3 lá, 4 lá được rồi. Ờ được rồi, lượm cái thùng về nè, lượm cái thùng về, lượm cái thùng về. Tối rồi. Trời tối cha đó rồi. À, giờ bơi vô bờ sợ quá mấy bạn ơi. Nó chớn nhảy vô bờ nè. Ui ui, lại 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 lại. Ê, cá mập, cá mập, cá mập. Ê, ơi, ơi. Ô. Holy shit. Ở nó mới vợt mình kìa mấy bạn thấy không? Các bạn hãy nhấn chậm bút lại nha. Ôi ơi, mình vừa nhảy cho nó phật mình. Ôi nó me mình nãy giờ luôn con ác độc. Ô, tim tôi đập thình thịch. Ôi nhát gan như gì luôn á. Chơi mấy cái game này đúng sợ luôn á. Cái nhạc úng điếp luôn á. Rồi tối rồi làm cái bãi lửa coi nào. Tăng 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 lên bờ rồi anh không sợ gì đâu. Đó. Tàn tan tàn tan quá trời đồ. Ê dục cái này làm gì? Dục xuống nào. Đó. Thấy chưa? Bắt được mấy chục thùng đạn. Còn gì đúng ta? Cái lúc mình trước khi mình quay á là mình có thử vô trước rồi. À, để mình lượm đồ mấy bạn chỉ á là mình lượm được cái ống thở oxy. À, cái đó ngon kinh luôn á, giờ không có lượm được cái đó chán ghê luôn. Chắc bữa sau mình phải làm lại, mình cho retard lại cái game mình. Giờ mình không dám xem cái game này, xem cái này uổng quá. Nên lượm mấy cái đồ này không có xịn, mình phải lựa đồ xịn. Có cái đèn pin luôn, đúng rồi, một em nào kêu là cái đèn pin là cái đồ quý hiếm lắm luôn á. Nên mình quyết định rồi, mình sẽ retard lại cái này. Mà nhưng bây giờ thì cứ sinh tồn trước đã. Để tập sau mình retard lại, mình đi lượm đồ lại. Ha. Rồi bây giờ thì cho sáng đèn lên nào. Mình biết sáng rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đẹp trai và đẹp gái đó, chỉ mình ha. Xịt. Chảy nào, chảy nào, chảy lên nào. Chảy lên đi, lựa trên cao nguyên. Nó lầu dữ ta. Rồi chảy rồi, chảy rồi. Oh yeah. Ấm áp, con dơi đâu, nướng mày luôn. Ồ, không nướng được hả, đang nướng nè. Ơi ngồi đây ngắm trời mặt. May mát rồi. May mát, mát mẻ để coi chế được cái đồ gì không à. Cái mấy cái đồ này mình không biết làm cái gì đó. Cái này làm cái gì ta? Cất mấy món vô đi, cái này nè. Cất cái này luôn đi. Mấy cái là bàn không cần thiết lấy này ra nè, để bỏ chung vô đây. Đó, cất vô chung với nhau hết đi. Cái nào cái quạt mình cất chung một chỗ. Đó. Quạt gió, hồ đông nghe coi, cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi, cứng rồi. Giấy hả? Lót này mình có một cái nhà đây nè, đang cũng có cái nè. Chẳng cần thiết lắm. Một rương để được 3 món mấy ta. Này. Lấy này về. Cái này làm chỉ ta. Ôi cái này chấm lấy nước quá vậy. Ngồi lấy coi. Ồ lấy nước nè. Uống coi. Hao e. Nấu nước coi, uống coi. Cái bình làm cái nồi vậy ta. Đúng rồi lấy nước nè, nó này lấy nước nè.
Đúng lấy nước của người ta. Thủy chiều xuống rồi. Đúng rồi lấy nước á. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Không nấu được, phải chắc mình phải chế cái vàng rồi mình nấu nước á. Mấy giờ rồi ta? Rồi để đi săn Kabuto hả? Đi săn dơi mấy bạn coi. Đi săn dơi giữa ban đêm nha. Trời trăng sao mà. Ôi mây che à. Mây mù à, che lối à. Con dơi nào mà đậu đây là xác định có thịt dơi ăn rồi đó. Mình chắc chắn mình nghi con dơi này nó sẽ đậu ở trong cái cây này nè. Nên mình sẽ đợi. Bắt mấy con rồi. Đứng bên này nó sáng hơn chứ qua bên kia nó tối lắm mấy bạn ơi. Đậu vô mày. Mày hình như chặt bay lên đập được nó. Lấy cây ui xiên mày luôn, xiên mày luôn. Đó chúng gần chúng rồi sao á. Hình như trời sáng nó mới đi ngủ các bạn ơi. Khó canh quá ta. Thấy chữ bát mấy bạn thấy không? Thử mình bắt con dơi đó cũng được là nhờ cái đó. Họ đi ngủ rồi trời sáng này. Cho trời sáng lên cùng với bao tiếng cười. Nó đi đâu hết rồi, em coi. 8 giờ tối, thôi đi ngủ ơi. Sleep, 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 sleep. Ngủ phát tới 4 giờ sáng luôn hay sao á. Năm giờ sáng luôn rồi. Ở dơi bay hết đảo luôn rồi. Mình ngủ là mình bị mất nước. Trời đúng đi luôn. Mất nước kinh hồn luôn á. Chán. Mất nước kiểu này sao sống ta. Để coi mình chế. Chế cái gì ta. Chế cái gì. Chế có nước uống đỡ. Chứ không có nước là không sống luôn rồi. Dây à. Dây à ok. Để đi à. Đi chặt ít bó dây. Đây nè, đây nè. Đó, một cái. Ơi dừa, lượm, lượm mới có nước uống chứ. Hai. Hai cái rồi. Ba. Bốn rồi ok chế cái chế cái nào ta bỏ dây rồi đi qua kia làm cái bãi lên cái vàng nướng thịt kìa. Đó u wow. À, cái này mấy bạn biết chi không? Chắc là nướng thịt đó. À, mấy bạn biết làm cái gì không mấy bạn? Kiểu như là cái con heo kia kìa. Cái con heo kia là mình là cái này dùng cái vàng này cho nó, cái vàng này mình quay nó hay sao? Cái vàng này hợp với con heo kia á. Mới vô mà gặp cá mập mà mấy bạn thấy ghê thiệt chứ ha. Ủa gì kỳ vậy? Không cháy ta. Củi cũng hết rồi ta. Làm nướng con cá ăn thử coi nào. Cái gì kỳ vậy trời. Hình như hết củi rồi mấy bạn ơi. Đúng rồi hết củi rồi sao á. Ok kỳ ta. Hơi bị kỳ nha. Từ sau giờ lại hết củi. Xe coi. 4 que hả? Ok đi lượm ít que nè. Ờ à, dục xuống đi. Nãy mình nhớ cũng lượm củi nhiều lắm mà ta. Kỳ trời.
Thôi đi qua đốn cái cây cũng được. Khỏi. Đốn rồi nè. Đốn cái trun nè. Đó. Chặt mớ củi luôn mà. Có củi xài. Cái map này quá chơi dừa. Chẳng lò chết. Đó. À, bỏ thêm củi vào đây à. Thì ra là vậy. Hết củi nó mới ghê chứ vãi thiệt. Cháy hết củi luôn, game này đúng thiệt ghê luôn á. Cháy nè, này mà không cháy nữa thôi á. Kỳ vậy ta. Mày thấy kỳ kỳ rồi đó. Sao hết cháy ta? Gió quá à. Rồi đi tìm lực nước nữa kìa. Sáng sớm. À chắc sáng sớm củi ướt rồi. Nó khó đồ quá ha. Vô đâu bỏ mày vô coi. Bỏ mày vô nè. Đó bỏ mày vô nướng mày luôn. Cũng được á. Chắc phải làm cái nồi. À, đi kiếm nước uống nào. Hết, hết nước rồi. Thôi không biết uống cái bình nó uống không được rồi. Coi chừng treo cái bình nó lên nấu được đó nha. Cái bình đâu rồi? Uống phát rồi. Giờ pin nướng được không? Nấu không được à. Nấu khó khó sao. Bỏ luôn rồi. Để chế vài bữa mình chế hay mày giờ sinh tồn cái đó đi. Hai ít trái dừa uống miếng nước nào. Đó ừ, nghe cái một nghe cái ngậy ghê hả. Vừa nhảy vào ngày thứ 4 nó cái tầng một cái ớn rồi. Hai trái cây này cao quá. Dừa này ra chưa, trái dừa ra chưa? Chưa ra thì qua bên kia. Ngoài đây mình thấy thấp thoáng một cái dừa nè. Ôi nước sâu quá trời. Không có mấy bạn ơi. Nước sâu quá. Đúng. Sống ở biển mênh mông luôn mấy bạn ha. Nhìn ghê thiệt chứ. Này làm quá chơi đồ luôn mày thấy không. Lượm một mớ đồ luôn á. Đó dục xuống. Dục xuống. Dục xuống. Gọt. Gọt nè. Gọt nè. Gọt nè. Đó. Đi qua đứng tiếp. Đứng được hai vàng luôn. Hai vàng trái cho nó đỉnh. Đó. Không đứng được ta. Đứng được có hai trái vậy. À dạ, đau đầu quá. À, nước lên nhiêu rồi. Nước lên 3 khắc thì cũng đỡ. 3 trái được 3 khắc. Để coi bắt đầu mình chế. Coi có cái vàng nào mình làm được nước mình uống không. Farming. Cái này làm chế cái nồi khó quá trời. À, chế cái nào ta khó vậy. Cái tôn coi. Để đi làm cái đồ chặt đá nè. Đúng rồi, mình có một cái dây rồi, may quá. Cái này là rìu cấp 2, không cần thiết. Mình phải làm một cái này để mình đi farm đá được. Đá lượm rất là hiếm. Một cái que, hai cái dây và một cái stone cắt. Ok, giờ mình trước tiên mình làm cái leader này. Mình phải chế được cái... Đúng rồi. Râu 2 là cái gì ta? Râu 2 hả? Râu 2 là cái gì ta? Râu 2 là... Bên nào ta? Râu 2 là cái nào ha? Khó vậy?
cái cuốc nè. Làm này khó trời. Khó mắt khó luôn vậy. Oh my god. Mắt khó luôn mấy ông rồi. Cái này không biết chi ta. Bí đập đá đúng ha. Cái đó không biết đập đá, đi farm đá. Ok, đi kiếm, đi làm cái này trước đi. Một củi, một dây. Chứ nghĩ mình không đủ đá sống đâu. Cái này farm làm cái dây trước đi. Chặt ít lá nè, đây hình như chặt ra lá nhiều lắm. Chặt lá, chặt lá, chặt lá, chặt lá, chặt lá, what the fuck. Sao không có gì hết trời. Hay là phải còn làm vào cấp 2. Mình nghĩ làm vào cấp 2 quá các bạn ơi. Sao bữa mình nhớ mình chặt đó ra lá nhiều lắm mà ta. Rồi vậy cần cái kia tiếp hả. Công nhận cái bó lá nhỏ nó hiếm ghê luôn á. Leo đây được không ta? Ờ, cái lá đâu ta? Cái này chặt lâu quá. À, một cái. Một cái. Lá nhìn lé mắt luôn, không thấy đâu hết trời. Lá nhỏ nó hiếm chứ ta. Để mày luôn đi. Để mày luôn đi. Cái lá nhỏ cực kỳ hiếm luôn á. Mình xài mà kiểu như không tiết kiệm. Cái lá đó mình không còn lá mình xài luôn ta ơi. Ôi, phải nghiên cứu thêm à. Nghiên cứu chế cái lá. Lá này hiếm quá. Đó. Chưa được lá nữa. Chế được cái dao cho ta. Ờ. Ờ kỳ ta. À quên chế ra kia. Chế này trước rồi chế cái dao. Đó. Dao mới đỡ. Nó dao gọt lá hay sao? Ê con chim, con chim. Ôi hụt rồi. Để mình gọt lá coi, bữa nhớ mình gọt cái lá được nè. Tree small tree. Ra củi mà trời. Xong qua là mấy cái lá nhỏ nhỏ ha. Để chắc phải nghĩ cái cách farm cái lá nhỏ nhỏ này rồi. Tàn quen mà trời mưa nữa. Đậu xanh trời mưa nữa. Trong đây nó có spawn đồ lại không ta? Hết rồi, hết ra đồ rồi. Thuyền của người ta dày sập tiền rồi. Ra gì nữa, vét, vét quá, vét. Thôi được rồi, chắc mình quay tới đây mấy bạn ơi. Đau đầu quá. Tập sau mình chơi tiếp đi. Thôi được rồi. À, nếu bạn thích video này đừng quên. Ê con heo chết rồi, con heo bị chết dưới nước rồi sao ấy. Nó làm gì vậy trời. Thôi cho nó đó luôn đi. Được rồi, nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ mình ha. Để mình làm thêm nhiều clip về cái game này nữa. Nhớ like ủng hộ mình nha các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình mệt quá, đầu quá trời luôn. Được rồi, chào các bạn nha. Bye bye.